giới thiệu với các anh một con âm ly rất là hay, độc dược và hiếm đến từ Anh các anh nhé. Âm ly Cambridge Audio đời A3i. Em này phải nói là quá là đẹp. Mặt nhôm xước các anh có thể nhìn đẹp hoàn hảo các anh nhé. Nút núm volume khá là lớn, đầy đủ các tính năng là bass chép hay rằng là các cái chế độ. Rất nhiều mẫu vào các anh nhé, CD tuner video AUX hay là đường phono, có mạch phono riêng. Các anh có thể nhìn linh kiện để chi chít dây đặc. Phải nói là em này sở hữu một bộ nguồn cực khổ, nguồn record, một trong những nguồn tốt nhất rồi các anh nhé. Em này thì do chính kỹ sư cũng như là thiết kế thi công và Michael Gregg sản xuất năm 1996. Thương hiệu Gregg thì đã quá nổi tiếng rồi anh em chơi rồi. Được các kỹ sư thi công tư vấn thiết kế thì quá là ok. Chơi chuẩn chỉ toàn bộ đầu tiếp xúc của rắc loa cũng như là RCA thì đều được mạ vàng. Chạy 4 con sò san ken lớn, có cả đèn báo các anh nhá. Đó, có cả đèn báo đây, hệ thống đèn báo. Thật sự là em này chơi quá hay, tiếng rất là ngọt ngào. Các anh có thể nhìn đánh được nhiều cầu loa. Em sẽ xoay nhẹ đằng sau để cho các anh dễ xem hơn. Đó, bộ được mạ vàng, điện 220V nhá. Rất nhiều đường tín hiệu vàng. Đánh rất hay các anh ạ. Đây là một trong những em âm ly đáng chơi. Các anh cần thêm thông tin hay là xem thêm ảnh thì add Zalo số điện thoại của em 086 688 0998 nhé, để được em phục vụ tư vấn hỗ trợ thêm cho các anh chơi. Đó, rất nhiều những tính năng, một em âm ly cực hay và hiếm. Về đâu anh với